Trại bò tự chiến nay ngày 3 tháng 9 năm 2020 giao cái hang bò này cho anh khách ở Tây Ninh. Ở Đồng Nai chứ. Anh nhờ mình xỏ dàm nha anh. Mình biết cái gì biết là giúp anh em sẵn sàng giúp á. Xỏ dàm không phải đơn giản ha, mình xỏ con bò nó lên luôn. Thì anh em mượn rồi. Chú ngoại mà mượn luôn hả? Không có gì quá, không có người xỏ này. Không ra nhiều người mượn xỏ ha. Cái chiến xỏ không ra máu. Đâm không ra máu. Mà đâm bò xỏ bò lên luôn rồi, không có miếng máu nè ha. Không ra không? Không biết xỏ con bò luôn đi xuống luôn. Cho đâm ra máu thoải mái là không ra máu. Đâu có gì nhỏ chứ. Nhỏ. Vậy thôi chứ còn nhỏ đó. Nó bị dư chết. Dư rồi. Còn thì xíu. Tại dư vài tháng nó xả ra. Đó, ok. Xong đẹp tay này ha. Ok. Có sợ bắn mắt nó bán rồi đồ con bò là ok hết thôi, là như núi quan trọng là chất lượng cao hay không. Bên nhà có con nào bự không? Bây giờ cái cặp nãy chị nói 59 năm đó. Cặp bên nhà có con nào bự không? Mẹ nó lên chín. Bả đâu vậy? Được rồi. Mẹ gặp bên đây. Ông bán mẹ đi hả? Rồi dắt lên xe cho đẹp, đẹp. Rồi lên xe luôn. Trại bò tự chiến nay ngày 3 tháng 9 năm 2020 mình giao bò này cho anh khách ở Đồng Nai. Chuẩn bị lên xe, trực tiếp lên xe luôn. Còn anh khách này ở Sa Đéc. Sa Đéc có xuống mua bò. Sa Đéc mua bò. Lên, đi con. Lên luôn
đi. Hả? Đi. Đi. Đi, đi. Đây 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 đây. Đây đây nè. Nè. Ơi. Ê. Nói cho bác thêm đi, cái giá lỗ em ơi. Tôi người muốn mua rồi, cứ lên cái súng đỉnh đi. Cứ muốn mua rồi, cứ lên cái súng đỉnh. Em lên đúng giá rồi đó. Ừ. Không nghỉ chơi á. Em đi sàn rồi quay lại kia không còn em. Ừ. Rồi quay lại tao bắt hết rồi, còn đâu Vũng Tàu vậy đây. Đi. Đợi đây. Lên. Đi. Giao bò này cho anh khách ở Tây Ninh. Đó là anh xe ở Đồng Nai chứ. Lộn hoài. Đứt dây chà bè cái muối đó. Đó, hai giao ba hai bò cho anh khách. Sổ dạm mạnh luôn. Đó, sổ dạm luôn. Trại bò mình gồm có ba bi đen, ba bi bông, ba bi nâu mà sô cô la nhiều màu sặc sỡ rất đẹp anh em. Giấy có ha, bông có ha, bằng pháp kem đó. Có cặp bò pháp chỉ có 50 triệu 500 đó. Bò pháp này chỉ có cặp bò pháp này có 50 triệu 500 mà rất đẹp anh em. Đây cặp bò pháp này có 50 triệu 500 á, mình giao tận nơi đó. Cặp bò pháp có 50 triệu 500